Hello Vân, chào cả nhà. Hôm nay Vân được rất là hân hạnh nói chuyện và quen biết với Jenny. Và Jenny là một một người rất là bình thường, và Jenny có một câu chuyện sản phẩm rất là tuyệt vời các bạn. Thì hôm nay là Vân rất là hân hạnh được mời Jenny. Em có thể chia sẻ cho chị với mọi người trong live biết là em tên gì, đến từ đâu không? Dạ, em tên là Jenny, đến từ Orlando. Chào tất mọi người. Ok, đến từ Orlando. Em có thể cho mọi người biết là trước đây em bị cái vấn đề gì? Dạ, em hôm nay chia sẻ với mọi người, các bạn. Jenny cách đây khoảng đúng 3 tháng rưỡi, Jenny mới bị một cái tai nạn xe, gọi là nặng. Gọi là chiếc xe Jenny là sau khi đụng là total loss, là bỏ, không xài được luôn. Thì lúc đó Jenny phải đi emergency, đi cấp cứu. Và Jenny cũng bị gãy xương vai và bị trật lưng, bị nói chung bác sĩ chẩn đoán cho nên phải ở nhà ít nhất là 4 tới 6 tháng, không đi làm, không ngồi dậy được, cho nên phải trong tình trạng nằm một chỗ, và muốn ngồi dậy là phải có người đỡ cho nên dậy, hoặc là cho nên mà muốn đi bác sĩ đó là phải phải bỏ cái gối kê sau lưng để cho nên mới có thể ngồi xe tới bác sĩ được. Mọi người có nghe trên này rõ không? Nếu nghe rõ bấm dùm Vân số 1 nha. Nghe trên này rõ bấm dùm Vân số 1. Thì cho nên là lúc đó là bị nặng lắm, cho nên khóc thôi. Nói trời ơi, Jenny là một single mom mà ở nhà nó gần nửa năm trời, là làm sao Jenny có thể đi làm nuôi con được. Thì lúc đó mà khi mà vừa mới tỉnh dậy từ cái emergency, lúc đó Jenny bị không biết nhìn luôn, hôn mê luôn. Thì khi tỉnh dậy thì cái mặt Jenny không dám nhìn vào gương, bởi vì bị phỏng mặt. Vì cái airbag của xe nó bung ra, nó phỏng nguyên cái mặt Jenny, nó cũng như là nguyên cái trán, nguyên mũi gãy, rồi nguyên má phỏng hết. Thì con Jenny mới nói là mẹ nhìn sợ hơn là nhìn ghê. Tức là nhìn rất là sợ luôn. Thôi rồi Jenny mới nói khóc đó, trời ơi vừa thê thảm như vậy. Thì lúc đó thì Jenny trước đó có biết tới dòng sản phẩm Nu Skin, nhưng mà Jenny không phải là không tin nó, nhưng mà Jenny không có nhu cầu mà tìm hiểu hơn về nó, nên Jenny không có dùng giống như những người khác. Thì tới khi bị như vậy thì Jenny mới nghĩ rằng là mình phải dùng thôi. Thì Jenny mới dùng, cái mặt của Jenny là bị phỏng hết, phỏng nặng luôn á. Thì Jenny dùng cái sản phẩm của Nu Skin, gọi là cái chữ là gọi là enhance. Thì enhancer. Dùng enhancer. Thì Jenny cứ hàng ngày nằm trên giường là cứ một ngày hai lần Jenny bôi lên mặt thôi. Cứ bôi như vậy thì sau 10 ngày thì cái bẩn đó, cái đó tự nhiên nó khô. Nó khô rồi ra mà bẩn dày luôn á, bẩn dày tức là cái phỏng nặng nó sâu vô bẩn nó mới dày. Thì bắt đầu khi nó tróc cái mảng bẩn dày lắm, nó tróc ra. Jenny mới lo, nói trời ơi thẹo nhiều quá ghê không. Nhưng mà Jenny cứ vẫn dùng cái enhancer đó vô. Thì sau khi nó tróc rồi thì không ngờ được luôn là cái mặt mình không để lại vết thâm thẹo gì hết, chỉ là cái da non nó hơi đỏ đỏ thôi. Thì Jenny bỏ bôi lên nữa. Thì sau đúng một tháng, bạn bè gặp Jenny nói ủa hôm bữa mặt phỏng dữ lắm, là lúc mà những người vô bệnh viện thăm á, nói mặt phỏng dữ lắm rồi sao bây giờ không có thấy phỏng nữa. Thế Jenny cũng nói thật lòng là Jenny chỉ dùng cái enhancer của Nu Skin để bôi trong thời gian mà vết phỏng ướt. Nhưng sau khi mà vết phỏng đã tróc ra rồi đó, thì Jenny dùng kem dưỡng da của Nu Skin, cái bộ kem dưỡng da của Nu Skin bôi lên. Và bây giờ là đúng 3 tháng rưỡi. Và hôm nay Jenny không có đến. Em dùng bộ kem dưỡng da gì? Jenny dùng máy rửa mặt. Máy rửa mặt rửa cho sạch mặt đó. Xong rồi Jenny dùng cái mà PS3 lần để reset da mình. Rồi Jenny dùng cái Informance Night Cream, đó là cái đó, với lại một sản phẩm nữa, cái loại mà một cái dòng sản phẩm giọt nước nè, giọt nước thần đó, là cái mà xé ra đó. Thì Jenny lùm lên, nhưng mà cái giọt nước thần đó Jenny cũng không có xài thường bằng cái Informance Night Cream, mà Jenny cứ chịu khó bôi sáng và bôi tối thôi. Đó, mà mới đúng 3 tháng rưỡi. Mà bây giờ thì mọi người không tin nổi là cái mặt Jenny mới bị phỏng xong mà hôm nay Jenny các bạn nhìn cái mặt của bạn Jenny nè. Không có hề một vết thẹo gì luôn. Dạ. Và không có thấy một cái vết phỏng gì giống như trước đây bị tai nạn xe rất là thê thảm các bạn. Giống như các bạn nghe Jenny nói đó là con của Jenny nhìn mẹ không ra mà, đúng không? Lúc hỏi con là mẹ look ugly hả con? Nói mẹ look more scary than ugly. Là nhìn rất là sợ hãi. Dạ. Yeah. Yeah. Mà khi vết phỏng đó là ngay cái chỗ da non này, nguyên một mảng đây là bay mất cái chân mày, là coi như nó che chân mày Jenny luôn. Mà bây giờ nhìn lên không thấy thẹo nữa, mà Jenny không có đánh phấn gì hết trơn á. Bữa nay á, một đêm đi lắm.
Ok, vậy thì cho Vân hỏi là nó có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em không? Giống như Dạ em đúng. nói em bị đau lưng hay như thế Dạ nào? đúng, sau khi mà chân thì bị vậy thì bác sĩ nói là chân thì phải đi bác sĩ xương là chiropractor nè, rồi đi ba bốn bác sĩ trong thời gian đó, thì bác sĩ nào cũng cho nguyên một cái list description list mà về mua thuốc á, dài lắm, nếu mà kể ra là một đống thuốc tây phải uống quá nhiều 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 nhiều. Nhưng mà chân thì thấy mẹ chân thì bị bệnh mà cứ uống thuốc tây nhiều quá hư da, chân thì sợ quá chân thì không dám uống thuốc tây. Chân thì mới được những anh chị trong Nu Skin giới thiệu chân thì về cái dược thảo Nu Skin á, là Life Park Nano, Vitality với lại là Eloctus với lại nước gấc đó, thì chân thì mới nghe như vậy chân thì mới mua uống, vì chân thì tin rằng là cái sản phẩm này không có là không phải thuốc tây, nó là dược thảo nên nó không có tác dụng phụ. Chân thì rất là sợ tác dụng phụ cho nên là chân thì chỉ uống cái thuốc cái dược thảo của Nu-Skin only duy nhất thôi, không đụng tới một viên thuốc tây nào của bác sĩ hết, coi như về dục đóng thuốc tây đó, uống dược thảo thôi. Thì bác sĩ chuẩn là từ 4 tới 6 tháng, thì sau 2 tháng, chưa tới 2 tháng nữa thì chân thì trở lại chỗ bác sĩ. Thì bác sĩ thấy chân thì đi vô mang giày có cao gót rồi đi vô đẹp đẽ, chân thì bác sĩ nhìn chân thì nói ủa mà sao mà được như vậy, what did you do the medical. Bác sĩ nói là không tin nổi là cái làm gì, thì chân thì mới nói là chân thì cứ cười cười với bác sĩ thôi, vì chân thì biết nói ra bác sĩ Mỹ nó cũng không tin Không tin. đó. Chân thì cứ cười thì chân thì bác sĩ mới nói một câu. Sau hôm đó bác sĩ khám chân thì xong thì bác sĩ nói không cần, you don't need to come see me anymore, come see me as needed. Lặp đi lặp lại câu đó với chân thì tức là bạn không cần đến với tôi nữa, chỉ khi nào đau thì mới đến với tôi thôi. Mà chân thì nghĩ đâu có đau nữa, đau hết rồi, lưng bây giờ chân thì sau 2 tháng chân thì ngồi dậy được rồi, đi đứng được rồi và không có bị đau hay là gì nữa hết. Vai của chân thì là xương là bể ra luôn chứ không phải là nứt nữa, bể luôn. Mà sau đó thì nó lành, dĩ nhiên là xương là cần thời gian để lành gọi là 100%, nhưng mà cái mức độ lành nó quá nhanh, nhanh đến nỗi mà tất cả bạn bè của chân thì thấy chân thì active lại bình thường á thì họ mới không tin nổi, họ nói trời ơi cái này là Chúa cứu, Chúa giúp chứ ở đâu ra mà được nhanh. Trong lúc mà bạn mà gặp chân thì thấy chân thì thê thảm, ai cũng không tin nổi là chân thì vực dậy nhanh như vậy. Thì chân thì mới tin rằng là cái sản phẩm của Nu Skin á, nó giúp cho chân thì có nhiều cái sức khỏe giống như đầy đủ chất trong người, cho nên nó giúp cho xương chân thì mau lành, mau phục hồi và sức khỏe xương cột sống cổ chân thì nói chung sức khỏe thì mau phục hồi và chân thì có thể là bình thường. Em dùng cho tới bây giờ là 3 tháng rưỡi rồi đúng Dạ, 3 không? tháng rưỡi. Vậy thì cái xác suất lành trong người của em là khoảng bao nhiêu phần trăm cho tới bây giờ? Cho tới bây giờ khoảng chừng 90% rồi. 90%. Dạ. Và khi mà em đi khám bác sĩ lại sau khi mà anh dùng á, có nghĩa là lúc mà em dùng cho tới lúc mà em cảm nhận được sức khỏe em nó hồi phục là khoảng bao lâu? Từ khi dùng thực sự ra là sau 1 tháng là đã hồi phục rồi. Sau khi một mà tháng thì khoảng bao nhiêu phần trăm em cảm nó hồi phục? khoảng được 60% rồi. Khi chân thì tai nạn xuống là bạn chân thì còn 1 tháng nữa là cưới, chân thì là đáng lẽ là làm MC cho đám cưới đó, mà chân thì nói bây giờ với tình hình này là chắc chắn 1 tháng sau không thể nào đứng lên làm MC được đó. Thì chân thì mới kêu bạn là sorry rồi, nhưng mà không ngờ 3 tuần sau là chân thì thấy chân thì đi chợ đi mua đồ đồ ngon lành rạng rồi, đi shopping được rồi, thì chân thì mới nói mỗi ngày là đi đám cưới được, rốt cuộc là chị có thể là làm MC cho đám cưới bạn. Chân thì sau đúng 1 tháng mà có thể mang giày cao gót đứng trên một cái đầm dài như vậy và nhảy đầm được. Bà chân nói thôi mới bị đừng nhảy đầm, chân nói nó khỏe rồi, nhảy đầm được rồi, ngon lành lại rồi. Thì tới tháng thứ hai là chân thì thấy là ok lắm rồi, nấu ăn nấu uống bình thường lại rồi, trong khi chân thì lúc đó là không ai tưởng tượng được chân thì có thể làm được điều đó, và đi có thể là exercise lại được rồi. Và tháng thứ ba là bây giờ là chân thì đi đi ra giúp cho tiệm em gái của chân thì làm nail 6 ngày một tuần mà giữa ngày nấu 600 bình thường lại được rồi. Các bạn thấy một câu chuyện rất là thú vị đúng không? Rất là phải nói là Vân nghe Vân cũng bất ngờ các bạn, tại vì mình không thể tưởng tượng cái dòng dược thảo mình tuyệt vời như thế nào, và nếu như các bạn không dùng các bạn sẽ không có cảm nhận được đâu đúng không em? Đúng không em? Và bác sĩ đã từng nói bạn Jenny này phải là 7 à, 6 6 Không tháng, hả? 6 Ít tháng nhất. trở lên. Ít nhất là 6 tháng trở lên thì mới hồi phục và bắt đầu hồi phục. Nhưng không ngờ các bạn thử tưởng tượng cái mặt mà phỏng hết, mũi thì cũng gãy luôn. Ok. Mà chỉ trong vòng
dùng thời gian rất là ngắn mà bây giờ da dẻ mãi cho tới bây giờ mới có 3 tháng rưỡi thôi mà Vân không nhìn ra được vết thẹo và không nhìn ra được là bạn đã từng bị cái tai nạn xe và đã nói là gãy nha các bạn, gãy xương hả? Gãy xương. Xương gãy thì không thể nào mà hồi phục nhanh được hết, đúng không? Và chỉ trong vòng 1 tháng dùng sản phẩm thôi các bạn, chuyện gì xảy ra? 60% lành lại. Và để bây giờ là 3 tháng rưỡi, xác suất bạn lành lại lên tới 90%. Và bạn lên xe và lái xe đi xa 2-3 tiếng đồng hồ được rồi các bạn. Ra ngoài giũa neo, sau bao lâu em đi ra giũa neo lại? Em nói 90% chứ em thấy là hơn 90% vì em thấy em có thể là đi giũa neo được 6 ngày mà giũa tốc độ như người ta bình thường lại được rồi thì em thấy là hơn 90% nhé. Gần như là cũng gần như mình cảm thấy mình là bình thường lại rồi đó. Yeah. Wow. Yeah. Ra ngoài giũa neo, giũa còn hơn người ta nữa các bạn. 6 ngày. Để mà một người mà bị tai nạn xe lớn như vậy và hư đến nỗi mà xương phải gãy, mũi phải gãy luôn thì Vân nói là nếu 6 tháng hồi phục á, bác sĩ chỉnh sửa hồi phục 6 tháng là nhanh các bạn nhé. Nhưng mà cái dòng dược thảo này Vân lặp đi lặp lại, nó không phải là trị cái bệnh gì trong tất cả cơ thể của mình các bạn, nhưng nó có một chức năng hồi phục cực kỳ nhanh, siêu heal, có nghĩa là nó sẽ làm chỗ nào mình bị thương đó nó sẽ chỉnh sửa lại và nó hồi phục, nó giúp cho bạn ấy hồi phục cực kỳ nhanh luôn. Và bên cạnh đó Lipac Nano nó giúp hỗ trợ cho sức khỏe của bạn, vì đau đớn quá làm sao mà ăn uống được, đúng không? Nó không ăn uống được thì mất sức thì bắt đầu sức khỏe mình nó tiều tụy hơn nữa, và từ cái mất sức và tiều tụy thì cái vết thương của mình nó rất là khó lành. Mặc dù em đi bác sĩ chỉnh xương hay là thuốc tây hay là bên tây y gì đó nhưng mà cũng rất là khó lành, vì cái sức khỏe của mình, bên trong của mình, tế bào mình nó vẫn chưa có hồi phục, chưa có ăn uống được ngon, đúng để không? Cho Nhi cướp lời chị Vân chút xíu để cho Nhi nói thêm nữa, nó nặng như mức độ về nè. Khi mà cho Nhi xuất đi emergency, xuất viện về á, cho Nhi không có thể nào tự múc đồ ăn bỏ ăn miệng được, hai tay cho Nhi đều không cử động lên được, tay này thì gãy xương, tay bên đây là trặc nặng, sự lưng trặc nặng, không có đút ăn được, không tắm được. Một tháng trời là đầu tiên là cho Nhi không tự tắm, tự đầu được, không đưa tay lên đây được, không rửa mặt được, không đưa tay lên rửa mặt, không tự đánh răng mình được, không tới nỗi mà chân Nì đói bụng mà muốn mở cái tủ lạnh ra lấy cái chai nước đồ ăn trong đó mà không có tay mình, không có để thể nào mở tủ lạnh ra được, không có thể nào mở nồi cơm điện lên để mà múc cơm được, mà cũng không mở microwave được, mà xin lỗi ở nhà một mình rồi nhà nóng á, muốn mở thêm cái máy lạnh á, không có đưa tay lên cái máy lạnh ngay đây mà không được, tay mình không thể nào đưa lên để chọc cái máy lạnh mở lên được, phải cầm cái chiếc đũa dành từ đằng xa khèo khèo cái máy lạnh, tức là nó nặng như vậy đó. Chân này nặng như các bạn biết nặng vậy. Thế khi mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là cái chuẩn đoán ban đầu thôi á là bác sĩ đã tính chân này 1.400 là để khám coi thì bác chân này có cần mổ hay không và có xác suất là phải mổ. Chân này rất là sợ bị mổ mà không có tiền, tại vì bảo hiểm không, trên này có bảo hiểm xe, nhưng mà khi mà tai nạn thì chiếc xe kia chạy mất đất, cho nên là bảo hiểm trên này không có trả tiền đó cho trên này phải tự trả, mà trên này làm gì có tiền trả đó, thì trên này nói không có mổ, mà nếu không có mổ thì tay trên này xương nó sẽ không hàn gắn được với nhau, là mà khi làm là tay sẽ bị mục, mà mổ thì không có tiền. Thì trên này ngồi cầu nguyện lo khóc, thì anh chị trong Blue Skin giới thiệu trên này cái dược thảo, trên này cứ tin tưởng là những dược thảo đó nó có đầy đủ chất, nó bồi bổ cho cơ thể Jenny mau lành lặn. Thì Jenny không đụng thuốc tây, uống 100% dược thảo đó trong tháng đầu, và Jenny có thể là cái thời gian đầu đó Jenny không thay đồ được, không mặc áo được, mà mặc cái gì từ dưới sọt lên trên không dỡ tay lên được. Sau một tháng Jenny có thể mặc áo dài tròn trên xuống dưới gài nút được đó. Thì sau tháng thứ hai thì Jenny ngon lành lại rồi, và tới bây giờ thì Jenny là rất là bình thường. Thì không ngờ là mà Jenny nói thật lòng là không đụng một viên thuốc tây nào hết, mà chỉ là dùng dược thảo Nu Skin, những cái loại Jenny nêu ra hồi nãy đó, chỉ có vậy thôi. Điều mà quá. Khỏi phải mổ, khỏi phải gì hết luôn, mà Jenny trở lại được bình thường. Ok, chúc mừng em. Và dòng sản phẩm của Nu Skin thì đã giúp cho Jenny không có để lại thẹo, mà Jenny là hôm nay không đánh phấn gì hết, cái này là bị bắt cóc ra phỏng vấn, không có chuẩn bị, không trang điểm, mà nhìn không có thẹo, Jenny cũng biết thẹo giờ nằm ở đâu. Okay. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn câu chuyện của em, và một lần nữa chúc mừng em. Và các bạn, Vân lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ha, dòng sản phẩm này không phải trị cái bệnh gì hết,
nhưng nó hỗ trợ sức khỏe vì nó có chức năng để bảo vệ tế bào, và cái chức năng lành nhanh, cực kỳ nhanh so với những người mổ hoặc là đang bị thương. À, và nó hỗ trợ rất là nhiều những tế bào đang yếu trong cơ thể của mình. Đó là một trong những lý do mà các bạn lành rất là nhanh. Và nó không phải là để trị bệnh các bạn nhé, phòng chống và chỉnh sửa những cái tế bào đang yếu trong người của mình và những chỗ nào bị thương. Một lần nữa Vân cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Facebook Live của Vân ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và có lợi lạc cho mình và cho những người khác, muốn giúp đỡ những người khác, các bạn có thể chia sẻ ra để mọi người đều lợi lạc các bạn nhé, và để có thể cứu được rất là nhiều người ngoài kia đang có nhu cầu về sức khỏe. Ok, cảm ơn cả nhà, chào tạm biệt. Dạ, bye bye, chào cả nhà nha, chào các bạn.